Nga là cô bé ham chơi và chóng chán. Hè vừa rồi, Nga đòi mẹ mua bằng được tôi một búp bê khá đẹp. Má hồng, mắt xanh, tóc vàng óng. Nhưng chỉ chơi được ít lâu Nga đã bỏ mặc tôi trên nóc tủ cùng với mấy thứ đồ chơi khác cho bụi bám. Trời trở rét, tôi chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Vì bộ váy áo của tôi đã bị Nga nghịch lột ra vứt đi đâu không rõ. Một đêm lạnh quá tôi run cầm cập và khóc thút thít. Chị lật đật tròn xoay đang ngủ, tỉnh dậy hỏi, sao em khóc em không có quần áo nên em rét lắm, còn chị may mà mũ áo dính liền với người nên Nga không cởi ra được. Chị lật đật chép miệng, cô ấy tệ thật, chơi chán rồi là chẳng bao giờ còn quan tâm chú ý tới bọn mình. Tôi nức nở, em không muốn sống với chị ấy nữa đâu. Em đi đây. Nói xong, tôi tìm cách leo lên tường, chui qua lỗ thông hơi rồi nhảy ra phố. Chị lật đật gọi tôi lại thế nào cũng không được, bèn đánh thức Nga, nhưng Nga vẫn ngủ vùi trong chăn. Chị lật đật tiếc rằng mình tròn xoay, không có chân, nếu có chân, chắc chị cũng sẽ bỏ đi nốt. Sáng hôm sau, hơn 7 giờ Nga mới thức dậy nhìn lên nóc tủ không thấy tôi chị ấy kêu ầm lên ai lấy mất búp bê của con rồi mẹ nga bảo hãy chịu khó tìm ở góc tủ hay trong gầm giường nga miễn cưỡng làm theo nhưng tìm đâu cho ra tôi nữa đêm hôm trước thoát được ra ngoài tôi sung sướng chạy một mạch sang bên kia phố nhưng đêm tối trời lạnh tôi không thể đi tiếp được tôi đành phải tìm đến một gốc cây to chui vào đống lá khô cho đỡ rét. Sáng hôm sau, một cô bé đi ngang qua. Nom thấy tôi nằm trong đống lá liền reo lên ôi. Con búp bê xinh quá, ai vứt đi thế này? Hoài của, cô bé mang tôi về nhà, lau rửa cẩn thận. Cô bảo, búp bê sao không có áo? Tội nghiệp, chị sẽ may váy áo đẹp cho em nhé. Thế rồi cô bé hí húi cắt may cho tôi một bộ váy áo rất đẹp đến đêm cô ôm tôi nằm ngủ trong vòng tay âu yếm của cô dưới lần chăn len ấm áp tôi vô cùng sung sướng tôi thỏ thẻ bên tai cô bé đang mơ màng trong giấc ngủ chị ơi em muốn được ở bên chị suốt đời